thì cộng chú hai liệt sĩ. Gì ơi? Tụi mày bắt tao về, tụi mày cướp xe tao à hả? Tụi mày dùng bạo lực à? Mày dùng bạo lực để bắt tao về phường cướp xe tao à? Hả? Bắt tao về phường dùng bạo lực để cướp xe tao à? Hả? Dòng họ Phan Văn Mãi, dòng họ Nguyễn Thành Phong, mấy cái thằng bớt chi đi cướp cái sông, phá cái sông của dân, mấy cái sông của dân. Hả? Kéo con Trang lên đi. Hả? Tao ngợp thở. Chị kéo con Trang lên đi. Mày gặp được cục cho người tao. Chị vô đây. Tao không có cụm mờ, tao không có phải. Tao không phải là chị kéo con Trang lên đi. Kệ tao. Chị kéo con Trang lên đi. Mày sợ chết à? Hả? Mày sợ chết, mày không sợ người ta chết à? Mày nhìn cái bàn tay của mày cà đen thui lui kìa. Chị kéo con Trang lên đi. Hả? Tao nhìn mặt tao cho biết. Mày quay phim nhìn mặt tao đưa lên YouTube. Đưa lên TV. Hả? Tao ngợp thở đó. Kéo con Trang lên đi. Tao không kéo. Bây giờ để phòng chống dịch chị kéo con Trang lên đi. Đi đâu vậy anh? Chị để phòng chống dịch, chị kéo con Trang lên đi. Không chị, tôi yêu cầu chị kéo con Trang lên đi. Không kéo. Đâu vậy anh? Mày vô hàng mình phải em giảng rồi. Có địa, có giấy tờ vô anh. Mời chị vô trong lề đi. Tao không có, tao không có quyền phạm. Bây giờ tao không có gây tội ác. Bây giờ tôi mời chị vô trong lề đi. Tao không có quyền, có quyền gì mày mời tao. Hả? Tao đi coi đường chỗ nào. Đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch nha. Tôi yêu cầu chị thực hành nha. Tao nói chuyện nhỏ nhẹ vậy đó. Kiểm soát cái quyền quyền. Chị nói sai rồi đó nha. Kiểm soát. Kiểm soát vô cho bệnh viện kiểm soát. Chị nói không có đúng. Trời, nha. Mày mới nói không được, mày mới đang làm việc không đúng. Chị không có nói chung mày tao nghe. Mày mới đang làm việc không đúng. Bây giờ mày nè, là tôi yêu cầu. Chị nói sai nha. Mày chính là tôi là người thi hành công vụ nha. Nhiệm vụ và nhiệm vụ ăn cướp nó giao à. Chị thi hành công vụ. Tôi là người thi hành công vụ nha. Chị nói sai nha. Tôi yêu cầu chị thấy ông Trang lên đi. Mày ăn cướp mà bằng đồ bằng túi dâm là ăn cướp chứ đại. Chị nói sai nha. Chị vi phạm đó. Chị nói vậy là chị vi phạm đó nha. Lấy tiền thuê của dân bằng đồ của dân. Chị nói vậy là chị vi phạm đó nha. Chị nói vậy chứ nói sai rồi. Bây giờ tôi yêu cầu chị kéo con Trang lên đi. Chống dịch đi à. Chống dịch mà chống dịch như vậy à. Tôi yêu cầu chị kéo con Trang lên đi. Chống dịch mà chống như vậy à. Hả? Đồ đầu bò vô nè. Chị đi đến địa bàn phường đường hòa đi làm cái gì? Tao đến kệ tao, tao đi đâu kệ tao. Chị nói sai chị rồi. Chị thị 12 của thành ủy ha. Của người dân là được nào. Hả? Chị đến địa bàn phường đường hòa để làm cái gì? Tao làm gì kệ tao. Chị điều khiển xe lưu thông lên đường để làm cái gì? Tao điều khiển xe là quyền của tao, xe tao tao. Chị đi đến đây, tôi đây là chốt. Chị nghe tôi nói nè. Tao không có cướp xe của ai là được. Chị nghe tôi nói nè, đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch ha. Chị đến đây đi lưu thông xe trên đường để làm gì? Mày thấy nó có kiểm soát được dịch không? Cái việc đó là việc nhà nước người ta đang ra sức để phòng chống dịch. Tao hỏi mày, nhà nước là nhà nước của ai? Việc nhà nước là nhà việc của thằng nào? Chị nói sai rồi nha. Việc nhà nước là nhà nước này của thằng nào? Việc nhà nước này là nhà nước của thằng nào? Chị kéo con Trang lên đi. Việc này là việc của thằng nhà nước là thằng nào? Chị nói sai rồi nha. Coi coi. Nhà nước là của thằng nào?